Xin chào các bạn, xin chào các em. Hôm nay thầy xin phép quay lại với bài số 2 trong series các bài hướng dẫn về ngôn ngữ lập trình Pascal cơ bản. Thì bài số 2 hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu, phép toán, biến và cách sử dụng biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu. Thì để biết được kiểu dữ liệu là gì thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu dữ liệu là gì. Thì dữ liệu ở đây chúng ta có thể định nghĩa như sau. Dữ liệu là tất cả những gì được máy tính xử lý. Và các mệnh đề logic. Logic đó là các dữ liệu được máy tính sẽ được máy tính xử lý. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng thành phần trong dữ liệu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu đầu tiên. Đó là kiểu dữ liệu logic liên quan đến các mệnh đề logic thì người ta gọi là kiểu dữ liệu logic. Chúng ta đi qua phần đầu tiên trong phần kiểu dữ liệu. Thì trước khi để có thể nghiên cứu về các kiểu dữ liệu về các con số, chữ cái, ký hiệu thì chúng ta sẽ tìm kiểu kiểu dữ liệu. Chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu logic. Trong thực tế thì chúng ta luôn gặp các đại lượng chỉ có hai giá trị đúng hoặc sai. Ví dụ một mệnh đề toán học, ví dụ như là 3 nhỏ hơn 5 sẽ cho mệnh đề là đúng. 3 nhỏ hơn 5 là đúng, nhưng mà 3 nhỏ hơn 1, 3 thì không bao giờ nhỏ hơn 1 thì mệnh đề đó cho chúng ta kết quả là sai. Sai. Hoặc là 5 khác 4 cộng 3. Cái này là mình đề đúng, mình đề cho kết quả đúng. Hoặc là 5 khác 2 cộng 3. Mệnh đề này sẽ cho kết quả sai. Ở đây chúng ta thấy 5 so sánh với 3 cộng 4, này 5 so sánh với 7 thì 5 sẽ khác 7 và cho kết quả đúng. Nhưng 5 so sánh với 2 cộng 3 cũng bằng 5 mà ở đây chúng ta thấy là dấu khác thì nó sẽ cho kết quả sai. Vậy chúng ta có thể hiểu một kiểu dữ liệu thuộc kiểu Boolean là một đại lượng nhận một trong hai giá trị logic đúng hoặc sai.
Thì ở đây đúng đúng là true và sai sẽ là false. Và thứ tự quan hệ trong kiểu Boolean sẽ như sau, tức là false sẽ nhỏ hơn true. Và các phép toán sử dụng trên kiểu Boolean là sẽ có các phép so sánh. Các phép so sánh thì các phép so sánh ở đây là các phép so sánh chúng ta thường thấy trong toán học là nhỏ hơn, lớn hơn, bằng bằng rồi là nhỏ hơn hoặc bằng. Thì trong Pascal nhỏ hơn hoặc bằng được viết như thế này, dấu nhỏ và dấu bằng thì chúng ta sẽ đọc nhỏ hơn hoặc bằng và lớn hơn hoặc bằng. Và phép toán khác và các phép toán logic và các phép toán logic như là AND, AND tức là và, OR, XO. Và NOT. Đó là các phép toán logic. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng phép toán logic như sau. Đầu tiên phép AND. Phép AND chỉ cho kết quả true là cho kết quả đúng á, khi và chỉ khi hai toán hạng đều đúng. Đều đúng. Ở đây chúng ta có thể lấy ví dụ. Ví dụ ở đây có là 5 nhỏ hơn 7 and sáu bằng 2 cộng 4 thì sẽ cho kết quả là true. Nhưng ngược lại cũng như vậy, có 8 lớn hơn 9 and 7 bằng 3 cộng 4. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một mệnh đề là sai. Ví dụ 8 không bao giờ mà lớn hơn 9 được. Cho nên ở đây cho kết quả là sai.
cho kết quả là sai. Là sai tức là false. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu đến phép toán O. Phép toán O chỉ cho kết quả là false khi hai toán hạng đều sai, tức là nó cho, hay hiểu một cách khác, nó sẽ cho kết quả đúng khi mà một trong các toán hạng đều đúng. Cho kết quả sai, tức là false á, khi và chỉ khi hai toán hạng đều sai. Ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ. Lấy lại ví dụ phía trên là 8 nhỏ hơn 8 lớn hơn 9. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ sử dụng phép O, và 7 bằng 3 cộng 4 thì cho kết quả là đúng, tức là true. Tại vì chúng ta thấy định nghĩa là cho kết quả sai khi và chỉ khi hai toán hạng đều sai. Nhưng mà ở đây chúng ta có một toán hạng này đúng, còn toán hạng này sai không quan trọng. Trong phép O thì chỉ cần một toán hạng đúng thì nó sẽ cho kết quả đúng, hay là kết quả true. Rồi, chúng ta lấy một ví dụ khác. Ví dụ 8 lớn hơn 9 hoặc 7 khác thì chúng ta thấy ở đây là 8 lớn hơn 9 là sai, và 7 khác 3 cộng 4, 7 đáng lẽ là bằng 3 cộng 4 mà ở đây là khác 3 cộng 4, có nghĩa là cũng sai. Thì ở đây chúng ta thấy cả hai toán hạng đều sai, thì phép toán logic này sẽ cho kết quả sai. Sai tức là false. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến phép toán XOR. Luôn cho kết quả đúng khi hai toán hạng khác nhau. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lấy ví dụ. Xin lỗi, ở trên này tôi sẽ lấy thêm một ví dụ nữa. Là 7 lớn hơn 4 O 7 bằng 4 cộng 3 thì cho kết quả là true, đúng không ạ? Cho kết quả là true, tức là hai toán hạng đều đúng thì vẫn cho kết quả là true, một trong hai toán hạng đúng thì vẫn cho kết quả là true,
Và chỉ cho kết quả sai khi hai toán hạng đều sai. Nó có một trường hợp sai duy nhất thôi, tức là tất cả các toán hạng trong phép toán O sai thì nó sẽ cho kết quả sai. Còn đối với XO, xin nhắc lại, XO là luôn cho kết quả đúng khi hai toán hạng khác nhau. Rồi, sẽ lấy ví dụ này đi. Ở đây là có 7 lớn hơn 4 cho kết quả đúng, và 7 bằng 3 cộng à, xin lỗi bằng 4 cộng 3 cũng cho kết quả đúng. Kết quả cho ở phép toán XO này sẽ cho kết quả là false. À, tại sao chúng ta lại thấy ở đây chúng ta lại thấy ở đây là bên này đúng mà lại cho kết quả là sai? Thì theo định nghĩa nghĩa là XO luôn cho kết quả đúng khi hai toán hạng khác nhau, nhưng mà ở đây hai bên đều đúng thì nó sẽ cho kết quả sai, tại vì toán hạng bên này đúng và toán hạng bên này đúng thì là giống nhau thì sẽ cho kết quả sai. Rồi, chúng ta tiếp tục. Đây, ví dụ lấy biểu thức này. XO, ở đây phép toán XO, ở đây chúng ta sẽ có phép toán XO. Ở đây chúng ta thấy 8 lớn hơn 9 cho kết quả sai, và phép toán ở đây là XO, và 7 khác 3 cộng 4 cũng cho kết quả sai. Thì chúng ta thấy ở đây hai toán hạng là giống nhau, hai toán hạng là giống nhau nên cũng sẽ cho kết quả sai. Và nó chỉ có một trường hợp đúng duy nhất. Nó chỉ có một trường hợp đúng duy nhất là hai toán hạng khác nhau. Hai toán hạng khác nhau. Để nhớ cái phép toán O và phép toán XO rất đơn giản. Thì chúng ta thấy phép toán O á, là một toán hạng đúng thì sẽ cho kết quả là đúng. Nhưng phép toán XO hai toán hạng giống nhau thì cho kết quả sai. Nó chỉ đúng vào trường hợp duy nhất là có một toán hạng bất kỳ đúng thì sẽ cho kết quả đúng, nhưng mà trong đó có một toán hạng sai thì nó sẽ cho kết quả sai. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về phép toán logic tiếp theo, đó là phép toán NOT. Phép toán NOT. Phép toán NOT là phép toán phủ định, hay còn gọi là phép toán đã đảo. Phép toán NOT là phép toán phủ định. Của toán hạng. À,
Ở đây chúng ta lấy ví dụ. Ở đây có phép toán là not và toán hạng là 7 bằng 4 cộng 3. 7 bằng 4 cộng 3 thì cho kết quả là đúng, nhưng mà phủ định của cái toán hạng này, tức là ngược lại, là cho kết quả là true. Rồi, ngược lại not not của 8 bằng 3 cộng 2, 8 bằng 3 cộng 2 là cho kết quả là false, nhưng mà not 8 bằng 3 cộng 2 tức là phủ định lại của phép toán này. Phủ định của phép toán false sẽ là cho kết quả là true. Cho kết quả là true. Như vậy là chúng ta đã kết thúc tìm hiểu kiểu dữ liệu đầu tiên, đó là kiểu dữ liệu logic Boolean. Chúng ta sẽ tìm hiểu lại dữ liệu thứ hai, đó là dữ liệu số. Trong loại dữ liệu số này sẽ có hai loại kiểu dữ liệu. Thứ nhất là người ta số thực và thứ hai là số nguyên. Thì để tìm hiểu về kiểu dữ liệu số thực và kiểu số liệu số nguyên thì chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào là số thực và như thế nào là số nguyên. Trước đó chúng ta phải biết được phân biệt trong ngôn ngữ lập trình Pascal nó sẽ phân biệt như thế nào. Đây thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về số nguyên. Số nguyên thì ở đây chúng ta có thể định nghĩa về số nguyên như sau. Trong toán học á, số nguyên bao gồm các số là số nguyên dương. Số nguyên dương, số nguyên âm và số 0. Và số 0. Tập hợp tất cả các số nguyên ở trong toán học người ta gọi là tập hợp Z.
Hoặc là tập hợp khác chúng ta có thể lấy ví dụ là các số là 1, 2, 3, 8, vân 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 và số nguyên dương. Số nguyên dương. Các số như âm 4, âm 9, âm 3 là các số nguyên âm và chữ số 0. Chữ số 0 thì gọi là số nguyên, là đây là các số nguyên. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về số thực. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về số thực. Thì số thực ở đây gồm các số nguyên. Nguyên số hữu tỉ và số vô tỉ. Vô tỉ. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy ví dụ. Ví dụ về số nguyên thì chúng ta đã lấy ở trên kia rồi, giờ chúng ta sẽ lấy về số hữu tỉ. Số hữu tỉ thì ở đây chúng ta sẽ có các số như là 3,5. 3,5. Như các số là 1/2. Vân vân vân. Là những con số xác định được số lượng chữ số, người ta gọi là số hữu tỉ. Ví dụ 1/2 thì cũng kết quả là 0,5, là một con số xác định. Rồi. Tiếp theo số vô tỉ. Số vô tỉ ở đây là những loại số không thể xác định được, như là số pi. Số pi. Đến bây giờ thì người ta chưa thể xác định con số tối đa mà số pi có thể xác định được là bao nhiêu chữ số. Và các hệ thống máy tính ngày nay thì vẫn đang tìm kiếm độ chính xác của số pi, hoặc là số căn. Ví dụ như căn bậc 2 của 3 là bằng 1 phải bao nhiêu đó, hoặc là căn bậc 2 của 2 là bằng 1 phải bao nhiêu đó. Không thể xác định được con số chính xác sau số thập phân thì người ta gọi là số vô tỉ. Vậy số nguyên và số thực khác nhau như thế nào? Số nguyên và số thực, số nguyên là tập hợp các số đếm được, còn số thực thì là số không đếm được. Rồi, tiếp theo chúng ta sang phần 1.2. Chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu. Nguyên. Kiểu dữ liệu nguyên. Kiểu dữ liệu nguyên thì trong Pascal thì có các kiểu dữ liệu sau. Đầu tiên là byte. Đầu tiên là byte. Phạm vi giới hạn của nó, phạm vi giới hạn của nó là từ 0 đến 255. Từ 0 đến 255. Kiểu dữ liệu thứ hai là kiểu dữ liệu short in.
Sorry. Sorry. Phạm vi từ 128, âm 128. Âm 128 đến 127. Kiểu dữ liệu tiếp theo là kiểu integer. Phạm vi là từ âm 32.768 đến 32.767. Kiểu dữ liệu tiếp theo là kiểu guộc. Phạm vi là từ 0 đến 65.535. Kiểu tiếp theo là kiểu login. Kiểu login là đến âm, là từ âm 2.147.483.648 đến dương 2.147.000. Hai tỷ 147.483.643.647. Kiểu dữ liệu phạm vi kiểu dữ liệu tiếp theo là kiểu in 32 là cỡ, là phạm vi của dữ liệu của nó từ âm 2 mũ 32 đến 2 mũ 32. À, rồi, kiểu dữ liệu tiếp theo là kiểu in 64. Khoảng từ âm phạm vi là 2 mũ 64 đến âm mũ 264 đến dương mũ 2 mũ 64. 64 tức là sao? Tức là kiểu dữ liệu, hai kiểu dữ liệu này là rất lớn. Chúng ta cứ thử tính phép toán 2 mũ 32 và 2 mũ 64 là rất lớn. Thì trước kia ngôn ngữ lập trình Pascal mà phi các phiên bản là sử dụng trình biên dịch là Turbo Pascal hoặc là Borland Pascal á, thì chúng ta chỉ có kiểu dữ liệu đến về số nguyên, chúng ta chỉ có kiểu dữ liệu đến login thôi. Nhưng hiện nay á, sử dụng phần mềm là Free Pascal thì chúng ta có thể sử dụng kiểu dữ liệu tối đa là in 64, tức là khoảng dữ liệu là rất rất lớn.
Thì tại sao lại có các khoản dữ liệu với khác nhau như thế này? Có một lưu ý như sau. Khi sử dụng kiểu dữ liệu trong khi lập trình Pascal thì chúng ta lưu ý đến dữ liệu mà đề bài cho. Dữ liệu đề bài cho ở khoảng nào, tối đa ở khoảng nào thì chúng ta phải sử dụng tối đa ở khoảng đó. Ví dụ dữ liệu đề bài cho mà dữ liệu lên đến cỡ bốn mươi nghìn mà chúng ta sử dụng kiểu integer là không phù hợp, máy tính sẽ báo lỗi mà chúng ta phải sử dụng kiểu login, hoặc là lớn hơn 2 tỷ, cỡ 2 tỷ rưỡi, dữ liệu lên đến cỡ 2 tỷ rưỡi mà chúng ta sử dụng kiểu login thì nó sẽ báo lỗi mà bắt buộc chúng ta phải sử dụng kiểu lớn hơn, đó là in 32 hoặc in 64. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các phép toán sử dụng trong số nguyên. Các phép toán trong số nguyên, các phép toán sử dụng trong số nguyên, ở đây các phép toán sử dụng trên số nguyên gồm cộng trừ nhân chia và các phép toán đếm chia lấy phần nguyên. Toán mod chia lấy phần dư, có một là lưu ý như sau. Toán chia trên số nguyên sẽ cho kết quả là số thật. Ví dụ ở đây 6 chia 3 kết quả là số thật. Các phép toán cộng trừ nhân chia thì đơn giản ạ. Ở đây chúng ta có thêm hai phép toán mới là phép toán deep và phép toán mod, là hai phép toán mới, thì thầy sẽ giải thích kỹ về hai phép toán này. Đầu tiên là phép toán deep. Chia lấy nguyên. Thì nguyên lấy ví dụ nha. Chúng ta sẽ lấy ví dụ thực tế và chúng ta sẽ hiểu hơn. 34 mà đít cho 5 sẽ bằng, sẽ cho kết quả là
là 6. Là 6. Tại sao ạ? Chúng ta 34 mà chia cho 5 thì chúng ta được 6, có 6,8. Có 6,8. Có 6,8. Nhưng mà chúng ta lấy phần nguyên. Chúng ta lấy phần nguyên là chúng ta lấy số 3, lấy số 6, lấy số 6, bỏ phần số 8 đằng sau đi. Thì là kết quả là đó là lấy phần nguyên. Rồi, thêm ví dụ nữa. Ví dụ đấy, năm đít 2 sẽ bằng là 5 đít 2 sẽ bằng 2. 5 đít 2 là cho kết quả là bằng 2,5. 2,5. Nhưng mà 2,5 chúng ta lấy phần nguyên là chúng ta bỏ cái phần cho phần đi, lấy phần nguyên tức là bằng bằng 2. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy ví dụ qua phép toán mod. Phép toán mod. Mod chia lấy dư. Chia lấy dư. Ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ. Ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ. Là lấy 34 mod 5 sẽ bằng bằng 4. Bằng 4. Tại sao phải bằng 4 ạ? À? Thì chúng ta phân tích ở đây. Thì chúng ta phân tích ra đây là 34 chia cho 5, chúng ta sẽ được được 6. Được 6 và dư dư 4. Thì 5 nhân 6 30. Đúng không? Tức là như sau. Tức là 5 nhân 6. Đây phép nhân là dấu sao nha, 5 nhân 6 là bằng 30. 30 cộng với số dư là 4 thì chúng ta sẽ được kết quả là 34. 34 chính là bằng cái số số ban đầu. Thì số 4 ở đây thì số 4 ở đây chính là số số dư. Đúng không ạ? Hay hay viết ngược lại như sau, hay viết ngược lại như sau là 34 sẽ bằng 4 á, sẽ bằng 34 trừ 5 nhân 6 là số dư. Đúng không ạ? 5 nhân 6 30. Và lưu ý á, lưu ý cái phần số số bị chia này thì số dư bao giờ cũng nhỏ hơn cái số bị chia thì kết quả mới đúng. Đúng không ạ? Chúng ta quan sát số 4 bao giờ cũng phải nhỏ hơn số 5. Kết quả không bao giờ nhỏ hơn số 5, số bị chia. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu số thực. Kiểu dữ liệu số thực thì ở đây chúng ta có các kiểu dữ liệu như sau. Đầu tiên là single, là single. Phạm vi từ 1,5 nhân 10 mũ 45.
đến 1,5 nhân 10 mũ 38 kiểu dữ liệu thứ hai, kiểu dữ liệu thường dùng nhất là kiểu real. Phạm vi của nó từ 2,9 nhân 10 mũ 39 từ âm 2,9 đến 10 mũ 39, 10 mũ 39 nhân 10 mũ 39 đến 2,9 nhân 10 mũ 38. Kiểu dữ liệu tiếp theo là kiểu dữ liệu double. Phạm vi từ 5 nhân 10 mũ âm à từ xin lỗi từ âm 5 nhân 10 mũ 324 đến 5 nhân 10 mũ 308. Kiểu dữ liệu cuối cùng là kiểu extender. Phạm vi của nó khá lớn. Từ 3,4 âm 3,4 nhân 10 mũ 4.932 đến 1,1 nhân 10 mũ 4.000 nhân 10 mũ 4.932. Thì đối với kiểu dữ liệu số thực thì chúng ta ít gặp trường hợp phải ràng buộc dữ liệu, phải khai báo kiểu dữ liệu. Tại vì chúng ta thường thường chúng ta khai báo kiểu dữ liệu là view là đủ dùng rồi. Và các phép toán ở trên kiểu dữ liệu số thực. Các phép toán trên kiểu số liệu số thực gồm cộng trừ nhân chia và trên số thực không có các phép toán. Có các phép tính toán điểm mất. Chúng ta sang kiểu dữ liệu tiếp theo. Đó là kiểu dữ liệu ký tự. Kiểu dữ liệu ký tự gồm các chữ cái chữ số các ký hiệu và các
ký hiệu. À, chúng ta có một lưu ý là kiểu dữ liệu ký tự được đặt trong hai dấu nháy đơn. Hai dấu nháy đơn. À, chúng ta đi lấy ví dụ. Ví dụ ở đây chữ A. Chữ A thì chúng ta ký tự A chúng ta đặt trong dấu hai dấu nháy đơn như thế này. Hoặc là ký tự A hoặc là ký tự D. Ký tự D. Ký tự D thường đặt trong dấu nháy như này. Rồi là ví dụ số số 6. Viết như thế này là số 6. Nhưng mà một khi chúng ta đặt trong khi chúng ta đặt trong dấu nháy như thế này gọi là ký tự 6. Rồi. Ví dụ ký tự thăng. Ký tự thăng. Rồi chúng ta sang kiểu dữ liệu tiếp theo. Kiểu dữ liệu sâu ký tự. À xin lỗi. Kiểu dữ liệu ký tự này từ khóa của nó là cha. Từ khóa của nó là cha, char. Để chúng ta biết đường chúng ta sau này chúng ta học thay báo biến. Kiểu dữ liệu sâu ký tự. Kiểu số liệu ký tự là tập hợp nhiều ký tự. Là tập hợp nhiều ký tự. Ký tự. Ví dụ A B C D là sâu ký tự. Rồi ví dụ chào các bạn chào các bạn sâu ký tự. Rồi là 700 à đâu 678, chúng ta viết 678 này là số 678 số nguyên. Nhưng mà chúng ta để thêm hai dấu nháy vào thì nó là sâu ký tự 678. Nếu chúng ta viết là 56,34, viết như thế này là số thực 56,34, nhưng chúng ta để thêm dấu nháy như thế này thì nó sẽ thành sâu ký tự 56,34. Và dữ liệu sâu ký tự cũng là đặt trong hai dấu nháy đơn. À, xin lỗi, từ khóa của sâu ký tự là khóa của sâu ký tự là string. String. Xin chào các bạn, vậy là
các em. Vậy là thầy đã hướng dẫn cho các em xong phần đầu tiên, đó là kiểu dữ liệu và các phép toán trên kiểu dữ liệu có trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Thì do thời lượng đã quá dài rồi, cho nên là thầy xin tạm tạm thời dừng bài học này tại đây, và thầy sẽ tiếp tục phần 2 của bài này là biến và cách sử dụng biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal vào thời gian gần nhất. Hy vọng qua bài học này các em đã hiểu rõ về dữ liệu, kiểu dữ liệu và các phép toán được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Và thầy sẽ tiếp tục phần 2 trong một ngày gần đây. Chúc các em học tập thật tốt, có nhiều thành công. Và nhớ theo dõi các bài hướng dẫn tiếp theo của thầy. Xin cảm ơn các em đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.